Ở đây thì là cháu nhận được cái khoản của bác Hồng Lê là tổng là 2 triệu 400 là 79 ngàn của bác nhá. Và trong đó thì là cho em Quân là 1 triệu này. Đấy, cái này là 1 triệu là để cho em nhá. Rồi, em Đấy, xin ạ. cho em là Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Quân chào các ông, các bà, cô chú, anh chị. Một ngày mới con chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. À, thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống đến nhà của em Quân của bác ạ. Và ở đầu video thì cho Lực xin được nói qua một chút các bác nhé. Hôm nay cháu Lực có nhận được một cái phần quà của một bác dành tặng tới cho em Quân. Đấy thì là hôm nay xuống và gửi cho em Quân luôn. Vừa rồi thì là ông thì đi xuống dưới kia là lấy cỏ trước rồi các bác ạ. Đấy cháu Lực ghi hình lại và sẽ đi xuống cùng ông để mà lấy cỏ. Ôi Hiếu đi đâu ấy? Nào ra đây chú bảo. Đấy, ra đây chú bảo, ra đây. Này mà Hiếu. Hiếu là có vẻ như là cũng mấy hôm rồi không có gặp cháu Lực. Cái cô bác đi học quá nhiều thành ra là bây giờ cháu Lực gọi thì là em ấy không có nghe máy. Hiếu thì là hôm nay có đi học không? Có ạ, sáng nay đi học ạ. À, sáng nay đi học. Một buổi. À, thế là Quân là hôm nay là em ở nhà làm gì? À, em ở nhà là chỉ có ở nhà xem dê với lại lấy củi. Hôm nay là ông đi lấy cỏ thì em đi lấy củi. Bây giờ À. là em đi xuống hộ ông vác cỏ về. Ông là bác cỏ về à? Vâng, chắc ông À. cũng đã lấy được rồi. À, đấy. À, thưa các bác, thế lúc trước cháu Lực có đăng tải một cái thước phim lên ấy, thì là có biết một cái tin khá là đáng buồn của bác ạ. Ông của Quân thì bị một cái căn bệnh mà bị từ rất là lâu của bác, bị 3 năm về trước. Hiện tại thì cháu Lực cũng không biết là ông là bị bệnh lao hay là về cái đường hô hấp của ông đấy của bác. Thế trong thời tuy nhiên thì là có được một tuy nhiên thì trong đó thì lại hôm qua cháu Lực được nhận được có một cái khoản của bà bé là gửi tới cho ông để mà đưa ông đi khám. Thế thì chắc là để hôm nay thì là rơi vào là thứ bảy rồi, là bên người ta không có làm. Thế thì sang đầu tuần chắc là cháu Lực sẽ cùng em Quân là đưa ông đi vào viện để mà khám xem như thế nào của bác ạ. Quân thì cũng vừa mới biết căn bệnh của ông hay là biết lâu rồi? Ông cũng không nói là nếu mà hôm trước anh không hỏi ở trên kia em cũng không biết. Bây giờ em biết em cũng khá là buồn. Bây giờ em cũng không đi đâu kiếm được tiền. Mấy hôm nay là không có ai thuê để đi làm. Em cũng không có tiền để đưa ông đi. Với lại đi nếu mà đi bệnh viện lớn thì lấy rất là nhiều tiền thì con cũng không có được nhiều như thế. Cái khoản mà bây giờ để mà đưa ông đi khám ấy thì là em không phải lo nữa nhá. Vâng. Tại vì thứ nhất là cô bác ạ, do là gia đình của Quân là không có tiền thành ra là mới không có đi khám. Hiện tại thì cháu Lực không biết là cái cấp độ mà ông bị bệnh ấy là bị cấp độ 1 hay là cấp độ 2, thì điều đấy chưa có biết, mình không phải là bác sĩ cho nên là cũng không biết được. Đấy, bây giờ thì hai anh em mình đi xuống là phụ ông nhá, Vâng. phụ ông để làm nhá. Vâng. Vậy ông thì nhìn thấy từ xa thì thấy là đang cắt cỏ ở dưới kia các bác, một cái bóng dáng mà rất là nhỏ. Đấy, bà thì đang với lại bà Hiếu là lấy rau lợn ở phần ở phía bên này. Ôi rau này thì đã ra hoa hết rồi nhỉ, nhưng cái lá già thì lấy dùng để làm rau lợn được rồi. À, bà Hiếu là cùng bà đi lấy rau lợn à hả? À, phải không, À. phải không? Đấy, bây giờ thì Hiếu đứng lên là Hiếu đi, chắc là vừa mới ngủ dậy sao nhỉ Hiếu ấy. Vâng. Hiếu đi năm nay là được 3 tuổi rồi nhỉ. Sang độ thêm 1-2 năm nữa thì là mới giúp đỡ được em Quân. Không phải là 1-2 năm nữa đâu cô bác, chắc là độ tầm hơn chục năm nữa thì mới giúp đỡ được. Thế là ông là đi xuống đây lấy cỏ trước rồi à? Ông thì cũng lấy cỏ khá là gần nhà đâu các bác ạ. Và cháu Lực cũng đọc được một số bình luận ở trên kênh, các bác khán giả nói với cháu Lực rằng là ông bị bệnh thì là không nên cho ông là đi lấy những cụ đi làm những công việc nặng nữa, cho ông là làm những công việc mà nhẹ thôi.
Đấy thì cái sau khi mà cháu Lực biết ông là bị bệnh ấy, thì cháu Lực mới nhắc nhở em Quân và nói cho ông. Thế Quân thì khi mà nghe ông bị bệnh như thế thì có buồn không? Em buồn ạ. Giờ em buồn không có tiền để đưa ông đi khám. Có vẻ như là do là ông biết rằng là cái hoàn cảnh gia đình mình không có tiền đấy cô bác, thành ra là ông mới giấu về cái căn bệnh này, thầm lặng mà chịu được này, nhưng mà ông vẫn chịu khó là đi đi làm đấy cô bác ạ. Hàng ngày thì ông vẫn đi lấy củi này, đi lấy cỏ nữa. Ui rồi, cái chỗ đất này là đất của nhà Quân à? Sao hòn tu bạc cúng? Ôi nhà này có chỉ bao nhiêu cúng nào? Đây một cái dáng người mà phải nói là cực kỳ mà ốm yếu luôn cô bác. Thằng nào thì trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì cháu Lực mới nhìn thấy ông rằng là lúc nào nhìn ông cũng cảm giác như là có một cái căn bệnh nào đấy ở trong người. Cái cỏ này là chỉ cao cắt là chị nguyên cho bò thôi nhỉ? Cũng mà làn hòn nữa. Ô bò hòn bò panu. Hả? Bò hòn bò panu. Phan chưa? Bò phan. Phải bảo là hiện nay mới hè một panu lá nu. Bảo là cắt và cho Lực bảo là cho cháu Lực cắt một chút đấy cô bác, nhưng mà tuy nhiên là ông bảo là không cắt được đâu cái liềm này. Cái này chỉ lên 19 mét. 19 mới đâu. Giá phát đỏ các bỏ cái thằng chín chứ. Mới khoan một panu, khoan một kia đi. Mà chán không khoan nu. Rất là thương ông cô bác ạ. Ông thì cũng sợ rằng là cháu Lực cắt là bị đứt vào tay, bị vào tay ấy, cho nên là ông không muốn cho cắt. Cỏ này thì rất là ngắn. Mà tiếng mà mức phải ở bọc mà hình. Tôi trai lòng này nam hiểu chú. Chú hoàn văn này bộ bộ răn mà phun khuẩn. Nhìn vào trên khuôn mặt của ông thì phải nói là có rất là nhiều những nếp nhăn. Và nhìn thấy là những cái mạch máu của bác hiện lên rất là nhiều. Cô bác có thể nhìn thấy là ông vừa làm này, cảm giác như là vừa thở bằng miệng nữa. Cúng ngay suốt này thử trở dãi bác cúng. Thử trở dãi à? Thử trở dãi á. Thế ông thì cũng vẫn đang là hơi khó thở một chút cô bác. Vẫn ngờ bắt đầu vẫn này đi. Xuống thập phú này ta ảm này. Thêm xây tay bộ bác. Ông thì bây giờ là già rồi, cũng có bệnh là xương khớp này, mọi cái này cô bác. Nên là như này là chắc phải cắt thêm một tí này mới đủ nhỉ. Vừa rồi thì lúc xuống thì Quân cũng không cầm thêm cái liềm. Nhà này có nhiều cái liềm không? Có nhưng mà không sắc. Có không sắc à? Thế là hôm nào đi vào chợ thì có anh để anh gửi thêm là tiền để đi mua thêm 12 cái liềm nữa về, chứ không là cái liềm mà không sắc thì làm sao mà được. Mới quần mới hai cái quần ạ. Ông đi chậm cho ông đi trước em cắt một tiếng. Đấy Quân là thầy ông cắt một chút đi, cùng hai tức quần này cùng ai. Đấy, ông thì là cho ông đi về trước cô bác, cho Lực với em Quân là sẽ đi về sau. Rất là tội cho ông cô bác ạ. Năm nay là cũng gần là 80 tuổi rồi, mang cho mình một cái căn bệnh mà về già. Căn bệnh này thì là căn bệnh mà phải nói là khi mà mình làm cái việc gì đấy mà khó thở ấy, thì là không có làm được gì luôn, không có làm được những công việc mà nặng nhọc luôn. Này thì phải lấy thêm gấp đôi này thì mới lấy được chứ, mới đủ chứ. Cũng là lấy gì pha rơm. Lấy pha rơm này à? Nếu mà cho ăn mới có nên không đủ một ngày đâu. Cháu Lực cũng rất là muốn là hộ em Quân để mà cắt đấy, nhưng mà tuy nhiên là cũng gần đủ rồi.
cắt cái cỏ này thì là rất là ngắn rồi cô bác này, phải cắt tận gốc. Cỏ này thì nó cũng vừa mới mọc thôi nhỉ. Vâng. Cái này thì Quân không lấy mấy cày cày lại đi, xong là trồng lại cỏ mới. Để, hôm trước ông bảo là lấy đạm vì không cần cày nữa, chỉ cần cắt mấy cỏ này cũng được. Nhưng mà cắt mấy cỏ này thì nó mọc chậm mà. Không thì Quân là cày cứ cày một thửa trước. Xong nào là lúc nào mà thửa cây lên rồi thì lại cày tiếp thửa này. Đây, một người ông mà cũng phải nói là giấu căn bệnh rất là lâu các bác, giấu được tầm 3 năm. Ông nhìn từ xa là cô bác có thể nhìn thấy là ông là vừa đi được cô bác này, vừa phải dùng tay để mà chống eo thì mới cảm giác như là người nó khó thở, nhẹ nhẹ một chút, cho nó dễ thở một chút đấy thì mới đi được. Bà của Quân thì còn nhìn sắc mặt rất là hồng hào của bác này, tuy nhiên thì là đi dáng người rất là khom rồi. Đấy, bây giờ thì sẽ hai anh em là giúp nhau lấy rồi thì sẽ là đi về thôi. Bây giờ thì cũng gần là 5-6 giờ chiều rồi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cỏ này thì ngắn là phải xếp, là nó phải chéo chéo nhau thì nó mới đi được đấy cô bác. Còn bó nào không? Bó à? Cắt được thế lấy đi pha sơm, còn chỗ này là để mai. Đấy, để mai à? Ừ. Chỗ này thì chắc là cắt được tầm được 2 lần nữa nhỉ? Ừ. Mùa này thì là nghe thấy tiếng ếch kêu rất là nhiều nhỉ? Vâng. Mùa này thì trồng hay được trồng lúa hết được, không dám đi lấy đâu. Nếu mà không trồng thì bắt được cũng được một cân 200. Bắt được một cân 200 nghìn á? Vâng. Rồi, khá là cao. Em đã từng đi bao giờ đi bắt được cân nào không? Em bắt được nhiều rồi. Bắt được nhiều à? Vâng ạ. Thế này liệu có bao giờ có suối không Quân? Có cá không? Có suối này? Chỉ có cá lươn. Lươn à? Vâng ạ. Đây là ông là buổi sáng dậy ra là đi lấy một bát cỏ, xong là đến chiều thì đi chăn dê, xong là đi lấy củi. Vâng. Chiều tối thì lại đi lấy cỏ à? Vâng. Không có gì thay đổi thì cái cuộc sống hàng ngày của ông ấy cô bác thì là diễn ra là lúc nào cũng hầu như là như thế, là đi lặp lại ngày qua ngày thôi.
ông bảo là nếu mà ông không đi lấy ấy, thì một mình em không lấy đủ. Mình quân là chạy không kịp phải đúng không? Vâng ạ. Khi nào mà quân mà không có đi làm thuê đấy các bác thì ông là ông trả đỡ cho ông một chút. Còn hôm nào mà ông quân đi làm thuê rồi thì là ông với ba là nhà là làm mà và vất hơn. Ông thì vừa đi lại vừa lấy thêm khoảng này cũng đang đây. Anh em đi mua cái chín đất cùng này nè. Ô bố, chín đấy cả. Thế đây mình chiến một chú cây nhờ chú nè. À hả? Dạ. Cái nhà của ông thì có thêm là rất là nhiều mộ ra. Và cái này thì có một chú những cái bức như thế là cái bên này thì cũng là mộ ai cũng có biết không? Đây là mộ nhà mấy chú trên này. Mai được thái như thế này, cỏ này hả? Một tí nó tối thái cho. Thái luôn à? Vâng ạ. Thế có thái luôn không để hai anh em mà thái luôn. Tối ông đỡ phải làm. Vâng ạ. Cái liềm gì để đây à? Vâng ạ. Lấy cái thái ra đi. Xong là hai anh em mình thái luôn. Vâng ạ. Thì là ông là sẽ ngủ ở phần nào bên này là nhiều hơn cô bác ạ. Đúng rồi anh. Ông thì vẫn chưa về được. Vâng ạ. Ông ấy đi sau một chút cô bác ạ. Cháu lực với lại em Quân thì là đi nhanh hơn. Ông thì lúc nào đi lấy cỏ phải đun một ấm trà xong mới đi. Đút một ống trà ông mới đi à? Vâng, một tí về ông khó thở uống nó mới khỏi. Đấy, ông thì là cứ buổi sáng dậy thì là ông phải làm 3 đến 4 chẹt đạc cái cô bác thì cái lượng đờm ở trong cổ họng ông thì nó mới tan ra. Đấy, cái này thì là buổi tối là ông là người cho cỏ vào, em là người thái à? Vâng ạ. Bà thì là chịu trách nhiệm là nấu cơm lại trong bể hiếu ra nhiều hơn nè. Vâng ạ. Hầu như là mỗi một thành viên là đều có một cái công việc gắn liền với lại cái bản thân của mình. Nhà của ông Quân ấy, thì là ông với bà nữa, lại bể hiếu lại Quân nữa. Thì là ông bà thì là quá cái sức lao động rồi. Còn em Quân với lại Hiếu thì chưa đến tuổi mà lao động. Đấy, tuy nhiên thì là Quân thì là lao động là nhiều hơn rồi. Vâng. Anh Thái anh. Hả? Anh Thái. Anh Thái thôi, anh không cho vào được đâu. Vâng. Anh chưa từng lấy cỏ cho vào bây giờ đâu ạ. Vâng. Cái này là chuẩn bị là cho ngày mai đúng không? Vâng ạ. Tối cho ăn 2 lần xong đến ngày mai. Ông là tới cắt về sáng sớm, ông không đi được sớm mới có cỏ để cho bò. Cái này là để dành tháng mai. Vâng.
cơm này thì nếu mà để mà bán thì anh thấy là có người mua đấy nhỉ? Vâng ạ. Một bó cơm này thì bán được tầm bao nhiêu nghìn? 5.000 thôi ạ. 5.000 à? Vâng ạ. โอ้ไปเถียงฟังไม่เถียงก็ฟังสั่งไม่เถียงยากถือเถียงจะยากถือไม่ถึงเถียงได้แค่เลยท่านเดียวเจ็บโอนะโอ้ยนี่ก็ไม่รู้เถียงยากถึง sơm vào thì cảm giác là nó cứng hơn, nó dẻo quá. Cảm giác là sơm mùa này có rất là nhiều bụi nhỉ? Vâng ạ. Lúc lấy trời mưa một ít thì để lâu nó có. Cốp bay mình không? Thôi cảm. Phải nói là thái cỏ cũng là một cái bài tập thể dục cho mình nữa các bác ạ. Anh ngồi uống nước. Vừa rồi thì cháu cũng đã cùng em Quân là thái xong cái phần cỏ rồi cô bác ạ. Bây giờ thì cháu được sẽ hỏi ông một chút về cái căn bệnh của ông cô bác nhá. Lúc mà cũng nghe chả ham nên nghe được thì cháu dãi bố. Ngay chứ. Cháu ngay á? Ừ, cái chân nữ. Chân nữ trình mà đi. Thôi cho đăng phê này ta phát lại về này xì chung năm trên nhà đấy. Phải khóc đây, năm nay lông này sẽ tùng là chú. Chú phải trùng đấy. Đấy, ông thì nói với cháu Lực rằng là chỉ có mỗi buổi sáng là bị khó thở là nhiều đúng không bác? Còn là đến đêm ông đi ngủ thì khó thở. Ê, nhưng lông cũng họ bạn là hốc căng về nên thử cho các thử cho bị sút thử cho dai mày. Bộ nào? Cả cái hơn nhà bên cái nhiêu thương lắm mới cao nhiêu chứ. Và là phần xào xào lấy cái thô một can bè. Bây giờ lấy thô cái éo thô, bông quanh mà lấy thô. Cho xả tung xây mình thái mình làm. Lấy thô bay vào đây. Lấy vàng cũng xí sắc bình thừa vai à, lấy bàn cũng cầm mắc ba bay. Phần một lon lấy có bè. Lấy có bèo đấy lâm đi đâu lấy. Tập ba ba đấy nhá. Bây giờ là thầy mình xú chứ, phải hòn nhà bây giờ thì chở dai dai mình xú á. Cũng á. Mình xú lấy thử chở dai dai lấy. Khóc bò, cho tôi khóc. Thế nhưng lúc mà ông đi lấy cỏ đấy cô bác ạ, thì đôi lúc thì cũng bị khó thở nếu mà không cảm, nếu mà không khạc được cái bờm ở trong cái cổ họng mình ra. Nhưng mà đến buổi sáng là nếu mà không có khạc được bờm ra là coi như là không có đi đâu làm gì được cô bác ạ. Đấy, tuy nhiên thì ông là phải uống chè thật đặc thì nó mới khạc ra được. Mi giáo đi ăn, đi gửi chế mà lán đi ăn thổ văn không? Ta sẽ phải đi bệnh viện khám bắn này, ta cũng á. Cháu Lực cũng nói với ông là một chút về căn bệnh của ông. Thì chắc chắn là trong một thời gian tới thì sẽ đưa ông đi khám xem là cái mức độ của bệnh ông là sẽ như thế nào của bác. Bây giờ thì cháu Lực cũng không có dám nói là ông bị lao. Tại vì là bị lao thì cháu Lực cũng tìm hiểu qua. Bị lao thì nó sẽ thường thường là bị lây. Thế nhưng mà trong khoảng 3 năm vừa rồi thì là Quân thì cũng không có cảm thấy là bị cái gì cả.
Có thể là trong thời gian mà ông còn trẻ đấy là ông ông làm việc quá sức của bác, cho nên là đến bây giờ thì ảnh hưởng đến cái bản thân của ông rất là nhiều. Nông phò lên có một phân lên phò à? Một phân Bà thì không có bị làm sao cả cô bác ạ, chỉ một tội là bị lưng gù là nhiều thôi. Chốt còn có lên làm đồ đán đây đều lên. Mày tê sọc bàn cho tao hôn tao mà phá chứ không à. Hồi nhỏ ông Đau thì không à. hồi nhỏ ông đi lấy củi rất là xa của bác thì là mới về, nhưng mà tức còn béo có lẽ ông bẹt đâu Ở má ta. Nó phải thăm ta mà. đấy, hôm nay thì cháu Lực xuống thì cũng có đem theo một cái phần quà là gửi tới cho em Quân Vâng ạ. đấy. Cháu Lực bây giờ thì phải xem phần quà của bác nào ạ, của bà nào gửi một chút cô bác ạ. Sáng hôm qua thì cháu Lực có nhận được một cái khoản là của bác Hồng Lê, là bác ấy gửi cho cháu Lực là 2.400.000, là 79.000. Đấy, và trong đó thì bác có cho em Quân là 1.000.000 đồng Rồi. đấy, để cho em làm cái kinh phí đổ xăng cũng như là mua dầu trong Rồi. thời gian đầu Vâng ạ. đấy. Còn là 1.000.000 thì là bác cho cháu Lực để làm kinh phí đổ xăng đi lại. Còn là 300k thì là sẽ gửi cho em quay phim. Còn là 179.000 thì là sẽ mua cái thuốc bổ vitamin C kia cho ông. Quân thì có biết Vâng. loại đấy không? Em không ạ. Không biết à? Vâng ạ. Thế thì một tí nữa là Quân là theo anh là đi mua luôn nhá. Vâng ạ. Cũng lên chín cái giá bắt chồng đi năm này đi đi tan khẩn đi bắt lồng lắm ngờ chứ mấy chín chín nọ kéo hồi Quân phải đi xa là thứ rồi cái tiếp lên xin là cờ ngàn hồi Quân tài làm về thứ luôn nga bóng gửi ma lên gửi ma chỉ chiếu lên hồi Quân chiếu phải hay Quân chiếu thì hỏi đổ xăng lo hỏi tư dù mấy cây đấy. Chi phí cái đài phải xí các bạn phải thu rơi các chút một toàn Tại ở đây thì là cháu Nhật nhận được cái khoản của bác Hồng Lê là tổng là 2.400.000 là 79.000 của bác nhá. Và trong đó thì là cho em Quân là 1.000.000 này. Đấy, cái này là 1.000.000 là để cho em nhá. Vâng, em Đấy, xin ạ. cho em là để mà đi mua dầu, mua xăng này. Vâng Đã ạ. về nhá. Vâng ạ. Đấy, Quân đã gửi một lời cảm ơn tới bác Hồng Lê nhá, bà Hồng Lê nhá. Vâng ạ. Con cảm ơn bà đã gửi tiền để cho con mua xăng mua dầu để máy cày để đi cày. Con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống ạ. Thế còn về 1.000.000 thì là bà cho Lực để mà làm kinh phí đổ xăng đi lại, và 300.000 thì là sẽ cho em quay phim của bác nhá. 300.000 thì là cho Nhân này. Đấy. Rồi, anh Nhân thì gửi một lời cảm ơn tới bà nhá. Bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới bà Hồng Lê nhá. Con xin cảm ơn bà Hồng Lệ. Đấy, em quay phim cho cháu Lực của bác thì mới đi theo cháu Lực được độ là tầm 1 tháng của bác ạ. Đấy, em thì là cũng cho cháu Lực xin được phép là giới thiệu cái bản thân của em một chút cô bác nhé. Em thì em quay phim cho cháu Lực ấy thì là Nhân là năm nay mới có 17 tuổi thôi cô bác ạ, cũng còn khá là trẻ. Đấy, còn là bây giờ thì là còn là 179.000, thì một tí nữa là đi mua thuốc cho ông nhá, Vâng ạ. là cùng là Quân là cùng anh đi luôn nhá, Vâng ạ. tại vì Quân là không có biết là thuốc cái vitamin C kia của bác này. Quân thì bây giờ thì có xe thì một tí nữa là sẽ cùng anh đi luôn, thì là về thì cũng tiện rồi Vâng nhá. ạ. Đấy, mua về thì là sẽ để cho ông, là em hướng dẫn là cách cho ông uống nhá. Vâng ạ. Đấy, cái viên đấy thì nó cũng để uống thì nó rất là đơn giản thôi, nó gọi là nó giúp cho bổ sung cái vitamin C của mình. Vâng ạ. Đấy, và cháu Lực cũng xin thay mặt là em Quân, ông lại cả em quay phim của cháu Lực nữa gửi một lời cảm ơn và một lời chúc sức khỏe tới bác Hồng Lê. Chúc bác sẽ gặp thật nhiều may mắn và mong trong thời gian tới thì sẽ được sự đón nhận của bác là nhiều hơn bác nhé. Xin cảm ơn bác rất là nhiều. Thế còn về cái căn bệnh của ông ấy cô bác thì cháu Lực cũng mới phát hiện thôi. Đấy, ông thì
Năm nay thì cũng khá là cao tuổi rồi, được là gần 80 tuổi rồi nhỉ. Cũng sắc đầy bẹt xíu nào cũng nó. Đấy, ông thì hiện tại là vẫn được là bên nhà nước là người ta hỗ trợ về thứ nhất là về tuổi cao, và thứ hai thì là hoàn cảnh như các bác. Đợt một tháng thì là sẽ được là 300 ngàn à? Tạm bạc ra cũng giảm bạc chết 370. À, nên là được 370 đúng không? Vâng ạ. Thì coi như là cái số tiền đấy thì là sẽ để ông là sinh hoạt, mua thực phẩm. Đấy, phải nói là trong cái thời gian qua thì hoàn cảnh của em Quân đấy các bác thì cũng được rất là nhiều các bác anh chị là quan tâm. Đấy, trong thời gian vừa rồi thì cũng giúp em Quân là bỏ đấy cái phần khoản ngân hàng, và cháu Lực cũng rất là mong sẽ được sự đón nhận của các bác tới cho em Quân, để cho em Quân có được một cái ngôi nhà kiên cố hơn cùng với lại ông bà với lại bé Hiếu một chút cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì thức phim cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác, và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sự sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.